đã có âm ly để trả cho các bác rồi ạ. 160 à chứ 660k thôi bác ơi. 660k. Các bác đã có thể hát karaoke gia đình, phòng nhỏ trong xe, đặc biệt là những cái bộ này lắp trong xe ô tô, xe khách hoặc xe con. Đây, em đang đánh với đôi loa Prodeo có công suất là 3 à 250W một loa nhé. Đôi này có công suất 500W mà con này nó vẫn phang. Em lại còn đánh, em lại còn quay ngoài trời luôn bác ạ. Không quay trong nhà nhé. Không quay trong nhà thì chắc chắn là nó sẽ loãng rất là nhiều. Nhưng mà như vậy là các bác biết là chất lượng âm thanh nó cũng khá là tốt đấy nhá. Em test cho bác này. W 8 ohm. Con âm ly này hai đấy, đôi loa đấy là 250W 8 ohm một loa. Con này chạy được thẻ nhớ này, USB này, có cardio FM AM. À, công suất nó ghi đây là chịu tải tối đa max là 300W của 300W thôi. Còn về phía sau bác ạ, có đài radio FM nhé. Phía sau nó có hai cầu loa, con này có hai cầu loa. Các bác có lắp ô tô có thể lắp được 4 cánh, đặc biệt là chạy được cả điện 12V này. Và cái giải thích nhất là cái giải của nó là giải ôm trở kháng. Bác nhìn cái trở kháng ôm của nó từ 4 đến 16 ôm luôn. Vậy là loa nào nó cũng đánh, loa nào nó cũng phang. Ngoài ra các bác có thể cắm điện thoại, máy tính, tivi, laptop vào đây. Cổng này. Ok chưa? Sau đây mà Tuấn sẽ test karaoke cho bác nhé. Test mic. Đây. Test mic cho bác nhé. 660.000. Em à, hôm nay có hàng gửi về cho bác, em Tuấn sẽ test karaoke cho bác luôn này. Test ngoài trời, chắc chắn là nó sẽ không được hay lắm nhưng bác không cả. Cố tình test như thế đấy. Chứ còn cái này mà test trong xe ô tô, nhà, phòng vừa thì nói làm gì nữa bác, đúng không? Ok nha. Em mà Tuấn sẽ test cho bác luôn, test mic luôn này. Alo, 123456, có chế độ echo không? Bác tỉnh echo này, lên 1223456 7 8, 9, linh, alo. Đấy, sau đây mà sẽ test thì lúc trước test cả nhà không lời, bây giờ nhiều bài làm quyền quá. Test cho bác một đoạn này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Điện Biên một hôm để từng cơn gió đông, anh nhớ tôi không? Vì gió đông về bao lần buồn anh biết. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buổi vui buồn. Đường ai nấy hai người hàn đôi biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu đến hay mùa đầu, lòng mình tìm muôn níu ân tình mà anh ơi. Mà người là suối nước vô tình và nên trôi, biết gì cũng xa rồi. Để chiều em sẽ chọn một bài ca khúc nào khác không bị bật cười nữa. Nên là chiều em sẽ cố kiểu cứ test một vài bài thử đăng lên xem nó báo bản quyền thì xóa được. Đây vừa rồi em Tuấn đã test cho các bác là chiếc âm ly mini. Chiếc này có mức giá là 660.000. Đây là test cái cố tình kết ngoài trời đấy. Còn các bác cho vào trong nhà nó sẽ ấm áp mà hay. Nhưng chiếc âm ly này chỉ phù hợp với những căn phòng có 3 tầng mà 20m2 thôi đấy, 20m2. Hoặc là lắp trên xe ô tô, xe khách, xe ca, xe con rất là tiện. Rồi, chào bác. Đấy. Dòng này rất là thuận tiện bác nhé. Mặc dù là lắp ở ngoài, em test ở ngoài trời, nhưng mà những chiếc âm ly này em đã khuyến cáo các bác là nên lắp ở phòng nhỏ nhá, trong nhà và xe ô tô, đặc biệt là xe ô tô rất là hay. Đáp ứng với xe ô tô thì nó thừa cho các bác quá, thoải mái. Đằng sau xe ô tô con này có điện 100 điện 12V, bác chỉ cắm vào tẩu ấy, cắm vào đây một đôi loa nữa là vừa đi vừa hát thôi, không cần phải thêm cái gì nữa, mic nữa quá ok. Bắt đầu cần mic, có cả mic không dây gọn gàng theo cho nó. Ví dụ bác nào muốn lắp cả bộ này cho ô tô chẳng hạn, bà em sẽ thiết kế cho các bác một cái bộ mic không dây, nó gọn luôn, nó chỉ cắm vào sẵn vào đây luôn thôi. Đây ví dụ như một cái bộ như này, mic không dây như thế này và một cái đầu tẩu nó cắm thẳng vào đây bắt luôn các bạn, rất là nhanh. Đấy.